Toàn cảnh các bạn đang xem là các nhân viên cứu hộ tại Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật Hoang dã, kết hợp cùng với anh em kiểm lâm, y bác sĩ và các nhà hoạt động bảo vệ động vật giống như Tiun đang kiểm một cái lô hàng TT bị bán sang nước ngoài. Cái cảnh nóng này không phải nơi nào các bạn cũng xem được đâu nha. Tiun chia sẻ cho các bạn vì Tiun thấy được các bạn rất đang ủng hộ cứu TT và muốn dằn mặt thẳng mấy người săn trộm thú rằng Tiun đã hành động. Và fan Tiun ở khắp nơi mọi miền đất nước ơi, Tiun rất cần sự hỗ trợ của các bạn đấy nha. Nếu biết ai săn bắt động vật hoang dã hãy thông báo cho Tiun biết liền, hoặc liên hệ đường dây nóng 0978 331 441 cho Sheep Việt Nam Wildlife, sẽ có đội ngũ chuyên gia giải cứu thú, ăn thịt và TT xử lý nhanh chóng liền luôn. Chúng ta phải quyết tâm và mạnh mẽ lên các bạn, vì tương lai tươi sáng cho loài TT Việt Nam và các loài động vật hoang dã khác nữa. Việt Nam đang được quốc tế ủng hộ và tài trợ vì họ ngưỡng mộ những con người dám hy sinh cuộc sống của bản thân để làm việc hết mình vì các loài động vật hoang dã ngày đêm, dám đương đầu với nguy hiểm chống lại tội phạm buôn bán động vật trong sổ đỏ. Các bạn biết đó, bảo vệ động vật hoang dã cũng đồng nghĩa với bảo vệ sự bình yên cho thế giới, mà cái thị trường chính để tiêu thụ TT hiện nay là Trung Quốc. Họ chi ra một số tiền nhỏ thôi để mua lòng tham của các bạn, những người thiếu trí tuệ đang săn bắt động vật hoang dã. Nhưng việc làm này sẽ phá hủy cả nền kinh tế của một quốc gia, cả tương lai của một thế hệ trẻ. Đó là một thủ đoạn vô cùng to lớn, vừa được ăn thịt động vật thỏa mãn ham muốn, vừa được thu lại cái nguồn lợi tài chính nhiều hơn gấp ngàn lần như vậy. Các bạn hiểu tôi nói gì không? Để làm một cái ví dụ cho dễ hiểu nha, Trung Quốc thu mua TT Việt Nam chỉ có vài trăm ngàn thôi, về nước họ bán lên vài chục triệu, vì bên nước họ không có TT. Mà khi TT Việt Nam hay là ở châu Á này chết hết thì cái mắt xích chuỗi thức ăn cũng bị đứt gãy, khiến cho ảnh hưởng đến các loài vật khác, như là kiến sẽ phát triển nhiều hơn, rồi nó ăn hại cây lá sâu bọ, nói chung là côn trùng, thì làm cho những bông hoa không thể thụ tinh sinh ra cây trái được, khiến cho mùa màng nông sản thất thu, phải nhập trái cây nước ngoài qua nữa. Còn tệ hơn nữa là nếu mà TT Việt Nam tuyệt chủng thì các nhà khoa học cũng sẽ không đến Việt Nam để nghiên cứu làm gì, du lịch Việt Nam cũng sẽ thất thu, đất nước Việt Nam cũng chả còn cái gì để thu hút du khách thế giới, tất cả họ sẽ đổ xô qua Trung Quốc hết chẳng hạn. Bán con TT cho Trung Quốc thôi mà chúng ta làm tan nát cả một cái quốc gia của mình. Thì các bạn thấy đó, chỉ có một loài TT bị tuyệt chủng ở Việt Nam thôi mà đã sinh ra những cái vấn đề nghiêm trọng như thế rồi. Tôi cũng hy vọng nhà nước Việt Nam sẽ xử lý mạnh tay hơn với những ai đang buôn bán TT và các động vật hoang dã. Các bạn nhỏ đã hiểu tại sao chúng ta cần phải bảo vệ TT rồi đúng không? Thì hãy cùng Tiun trở thành đại sứ TT Việt Nam nha. Và đừng quên sử dụng cái hashtag cứu TT để những cái thông tin về loài vật này được chia sẻ khắp cả nước, để mọi người ý thức về việc bảo tồn TT. Và liên hệ ở đâu để TT được cứu thì các bạn hiểu rõ rồi đúng không? Ok, được chưa các bạn? Ủng hộ video clip này thật là nhiều, thì Tiun sẽ chia sẻ thêm những thông tin bổ ích về TT nữa cho các bạn biết nha. Bye bye!